Mình là Lê Thị Minh Tâm, sống ở Kim Bảng, Hà Nam. Thì vừa rồi gia đình mình cũng có sửa công trình phụ. Và qua nghe trên quảng cáo thì mình thấy biết đến cửa hàng Hùng Dũng ở Đại Cương, Kim Bảng. Mình đã đến cửa hàng và xem thiết bị vệ sinh. Thì thoạt đầu thôi mình nhìn thấy rằng cái sản phẩm thiết đi rất là sang trọng, tưởng chừng là rất là đắt đỏ. Nhưng mà qua nghe tư vấn của nhân viên khách hàng thì mình thấy rằng sản phẩm của thiết đi là thiết bị vệ sinh không đắt đỏ lắm, giá vừa túi tiền. Vì vậy mà mình đã quyết định dùng sản phẩm thiết đi. Thì sau một thời gian sử dụng, mình thấy sản phẩm thiết đi nó ưu điểm hơn so với các sản phẩm trước mình đã dùng. Về men rất là sáng, sạch và không bám bẩn. Hơn nữa là cái kiểu dáng của thiết đi, đặc biệt là sản phẩm thiết bị vệ sinh, rất là dễ vệ sinh, làm cho cái nhà vệ sinh công trình phụ của mình cũng là luôn sạch bóng, mặc dù mình không thường xuyên phải lau rửa nhiều. Một cái khác hẳn vượt trội của thiết đi so với sản phẩm trước đấy mình đã dùng đó là cái sen vòi. Thì sen vòi của thiết đi có ưu điểm hơn là cái nhiệt của sen vòi cũng là ổn định ở 38 độ, làm cho mình và gia đình rất là yên tâm khi sử dụng. Và mình đã giới thiệu cho bạn bè trong và nơi ngoài nơi mình làm việc, và rất nhiều bạn bè cũng đã đến cửa hàng và yên tâm khi sử dụng sản phẩm của thiết đi.